Dạ, xin mến chào ông bà cô chú anh chị và các bạn. Chúc ông bà cô chú anh chị và các bạn một ngày thật là vui vẻ và nhiều sức khỏe nha. Thì hôm nay chính chia sẻ cho chúng ta là điện thoại mình đã đặt lá xong hết trơn rồi, đã tỉa lá xong hết rồi. Giờ mình thấy nó chùi lũi không? Xấu không? Lưỡi không sao đâu, mình thấy nó chùi lưỡi chứ không ăn thua chứ, từ nó đẹp lại rồi đó. Tỉa lá mấy cái lá to chưa, còn lại cái chồi không à, cái chồi nó nhú mới nhú ra nè. Đó. Hơi nhú kìa. Rồi nữa nó ra bông đẹp lắm cả nhà. Chứ mình không tỉa là nữa nó cái này cũng như là mình đài nó vậy đó. Cho nó cái cây nó cứng lại ha. Rồi nó không có, đồng thời nó không có nuôi cái lá nữa, cái lá nó mình khống chế cũng như mình khống chế đó, nó cái chồi nó mới mập được, chồi nó to mình khống chế. Với thứ hai nữa là cho nó cái cây nó cứng để hạn chế cái mà mình chống chọi đó nha. Để nó, cái cây yếu thì nó bông nó hoặc hoài thì mình chọi nó mệt lắm, hạn chế cái chống chọi. Tăng cái kháng cho cây á. Trời nữa nè, mới vô rồi. Cái này là mình đi cơi một đó thôi nha. Bật sạch chuỗi lá luôn cả nha. Rồi xem là mình sau khi mình lật là nó phải ít nhiều gì nó cũng phải là mất sức rồi, thấy rồi. Mất sức là xịn. Giờ mình phải là nhấp phân cho nó thôi, với tưới dưỡng cho nó. Rồi khi mà mình nó có tàn thì mình phải quay ra hướng mặt trời nữa nè, mình xoay cái chậu cho nó đổi hướng nè. Hôm đó giờ nó nằm ở hướng này, đúng không? Hôm đó giờ nó nằm ở hướng này, bây giờ mình sẽ xoay chở hướng của nó theo hướng mặt trời để nó ngó về mặt trời không à. Mặt trời đi xéo là nó sẽ đi theo hướng mặt trời nữa, nó không có, cái cây nó không có đều, bông nó không có đều nha cả nhà. Khó lắm cả nhà ơi. Thì bữa nay mình sẽ nhấp phân cho nó nha, cử phân nha. Sau khi mình nhấp nọn thì nó cái cây nó mất sức dữ lắm, để cho nó có phân để nó nuôi cái chồi nó to lên đó cả nhà. Đồng thời mình xịt dưỡng nữa, thịt dưỡng cho nó cứng cây rồi nó mau đâm chồi, để mà nó sừng cái là bông nó đâu có lớn được, thì đâu có bán được thôi bây giờ. Bông nhỏ nhỏ này bán đâu có giá đâu. Thì đây, thì bữa nay mình có loại phân này đây, phân xanh này, phân xanh mua mình thôi, phân xanh mình ngâm nha, để mình ngâm. Nhà là hôm nay mình sẽ xịt cái thuốc, loại thuốc này nè cả nhà. Đó. Loại kali nè. Công nghệ mới nè. Muốn mình tăng cái lượng kali cho nó, mình không có xịt đạm nha cả nhà. Mình hạn chế đạm. Nên là không chứa đạm nè. Cái này nó không có trái lá. Phát triển cho hạn chế phát
phát triển gà đá nè, tập trung mình nuôi cái chòi đó thôi cho nó mập, chòi mập lên rồi mình sẽ bón thêm cái loại là siêu đâm cành nữa nè, siêu đâm cành giọt chòi nữa đó. Rồi mình cứ pha vô mình tưới luôn. Cái này nó không ảnh hưởng gì tới cái lá, không có, mình tưới được. Rồi mình thêm cái Atonit kích thích cho nó sinh trưởng mạnh. Mình kèm theo cái thuốc sâu nè, Stasil nè, đó, đó. Nhà thế. Thì chỉ có nhiêu đó thôi. Thì mình ngâm nè cả nhà, cái ra nước nè, cái xanh xanh nè. Giờ thì mình tưới bằng thùng dồi cũng được cho nó nhanh, phân pha nước tưới giống như thùng dồi nữa. Tưới phân đi rồi. Tưới phân mình tưới từ từ nha cả nhà, tưới từ từ. Mình không có cái bắp sen nhỏ, đúng là tưới gốc bắp sen nhuyễn cho nó mới đều được, còn mình không có mấy bắp sen to luôn, bắp sen nhuyễn tưới thì nó ngon rồi. Giờ thì về cái chiều rồi xịt dưỡng cho nó luôn, cứng cây mới được cả nhà. Không xịt cái cây yếu chiều sợ xịt xong rồi mình sẽ dời cho nó quay chỗ đổi hướng mặt trời, nó nằm ở có một hướng một chiều một hình. Bây giờ mình sẽ đổi lại cho nó vậy, nó mới đều, không nó mới đều nó nghiêng về hướng mặt trời thôi. Nghe nhỉ, xịt hết